giới cấm ăn tỏi. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói, nếu là Phật tử thì không được ăn năm loại cây nồng. Xét theo nghĩa, do việc buông lung ăn uống sanh tham phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại giảng đường bên sông Di Hồ, cách xa nơi ấy có một vườn tỏi. Lúc đó tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà đi cách vườn tỏi không xa. Chủ vườn hỏi, thưa cô có muốn dùng tỏi không? Đáp, dùng. Ông ta liền nhổ một ít cúng cho cô. Sau đó cô thường xuyên đến xin. Chủ vườn dặn người giữ vườn mỗi ngày nên nhổ cúng cho cô 5 củ tỏi. Vào lúc chủ vườn đem tỏi vào thành bán, tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà dẫn Sa Di Ni Thích Xoa Ma Na đến vườn tỏi, bảo với người giữ vườn rằng, mỗi ngày chủ vườn đều cho chúng tôi mỗi người 5 củ tỏi, hôm nay có cho không? Người giữ vườn tỏi nói, xin quý cô đợi một chút chủ tôi về. Cô Thâu La bảo, chủ vườn thì cho mà người giữ vườn lại không cho. Dứt lời bảo Sa Di Ni nhổ hết sạch vườn tỏi. Chủ vườn trở về hỏi biết mọi sự mới chê trách. Các ni bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo, từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni ăn tỏi phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Ăn tỏi, đạm là ăn, tỏi là loại củ có vị cay mà hôi, loại thức ăn hăng nồng hôi. Trong năm loại thức ăn cay mà hôi thì tỏi là bậc nhất. Kinh Lăng Nghiêm nói, ăn tỏi có 5 điều lỗi. Sanh tội lỗi, nghĩa là 5 loại cay nếu ăn chín khởi lòng dâm, ăn sống thì tăng trưởng sân giận. Lỗi thứ hai, chư thiên tránh xa. Người ăn các món cay nồng, cho dù thường giảng 12 bộ kinh, vẫn bị chư thiên ở 10 phương chê hôi hám, dơ giấy, rủ nhau tránh thật xa. Lỗi thứ ba, ma quỷ ưa gần, bọn quỷ đói lân la đợi người này ăn xong là nó liếm môi, thường sống chung với quỷ. Lỗi thứ tư, mất phước, do vì ăn các loại cay nồng nên phước đức ngày càng mất dần, các điều bất lợi gia tăng. Lỗi thứ năm, ma quỷ tụ họp. Người ăn 5 món cay nồng này, nếu tu tam ma địa, samadhi, định, thì Bồ Tát, tiên ở các cõi trời, thiện thần ở khắp 10 phương không đến hộ trì. Do đó, đại lực quỷ vương được cơ hội thuận tiện, giả hiện ra Phật đến thuyết pháp, xúi làm điều sai quấy, phạm giới, khen ngợi dâm dục, sân giận, ngu si. Lúc chết sẽ làm họ hàng thân quyến với quỷ vương, hưởng hết phước báo, bị rơi vào địa ngục vô gián. Ngoài 5 thứ cay nồng này, còn có loại cay và hôi, đó là thuốc lá, khi hít hoặc hút là sai. Lại nữa, người ăn tỏi do bị chất cay, mùi hôi làm trở ngại việc tu tập thánh đạo. Cho nên, trong kinh luật, Đức Phật luôn cấm chế nghiêm ngặt. Người biết xấu hổ đều không ăn, mùi hôi hám không có gì bằng tỏi. Người đời còn ghét, huống gì bậc hiền thánh. Nếu là sa môn thích nữ không biết hổ thẹn, hút hít những thứ cay hôi làm xấu xa tam bảo, chuốc lấy sự chê cười của người đời, tội này không kém gì tội ăn tỏi. Kinh A Hàm nói, người ăn hút các món cay nồng làm nhơ nhớp tam bảo, lúc chết bị đọa vào địa ngục phân tiểu, lúc ra khỏi địa ngục bị làm chồn cáo heo chó. Nếu được làm người thì thân thể tanh hôi. Có các tội lỗi như vậy, tha ngôi không giữ giới được sao? Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu ăn tỏi sống, tỏi chín hoặc tỏi trộn vào thức ăn, một miếng nuốt là một tội ba vật đề. Tất cả thức ăn cay nồng đều gọi là tạp toán. Luật Tăng Kỳ nói, ăn tỏi rừng, sơn toán, một miếng nuốt là một tội ba vật đề. Tỏi đốt thành tro cũng không được ăn. Luật Thập Tụng nói, ăn củ tỏi phạm ba vật đề. Ăn cọng tỏi, ăn lá tỏi đều phạm ba vật đề. Ăn vỏ tỏi, rễ tỏi phạm đột kiết la. Dưới đây đủ 2 điều kiện mới thành tội này. 1. Không có bệnh mà ăn. 2. Đã nuốt vào miệng.
chế chung. Tỳ kheo Phạm Đột Kiết La đồng chế biệt học. Thức Swamana Sa-di Sa-di-ni Phạm Đột Kiết La, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là có bệnh như vậy nên để tỏi trong bánh mà ăn, hoặc uống các loại thuốc không lành bệnh phải uống tỏi mới hết bệnh, hoặc dùng tỏi thoa ghẻ. Luật Tăng Kỳ nói, lúc dùng tỏi phải ở riêng, khi lành bệnh nên tắm gội sạch sẽ rồi mới được vào ở chung với đại chúng. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới,